Chiều ngày 2 tháng 6 năm 2023, sau khi hoàn thành môn toán, các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển 10 đã hoàn thành ở các môn thi không chuyên. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày thi đối với các môn không chuyên đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và không có thí sinh vi phạm quy chế trong kỳ thi. Theo đó, trong buổi sáng, ở hai môn thi ngữ văn và tiếng Anh đã có 13.117 trên 13.306 thí sinh tham gia dự thi, đạt tỷ lệ hơn 98%. 189 thí sinh bỏ thi không rõ lý do. Đối với môn toán, có 13.111 trên 13.306 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98%. Trong buổi chiều, môn toán có 195 thí sinh bỏ thi không rõ lý do. Nguyên tắc xét tuyển lớp 10 đối với hình thức thi tuyển kết hợp xét tuyển là chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã thi đủ các bài thi theo quy định và không vi phạm quy chế thi. Các bài thi môn toán, ngữ văn và tiếng Anh đều đạt từ 1 điểm trở lên. Hiện nay, 24 trường trung học phổ thông công lập tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 đã hoàn thành tổ chức kỳ thi tuyển 10 theo hình thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Các bài thi của thí sinh đã được đưa đến địa điểm chấm thi. Ngày 5 tháng 6 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ khai mạc chấm điểm thi tuyển sinh lớp 10.